Đây 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 10k like anh em thấy chưa, còn thịnh nào nữa không ta? Đó, cái clip quậy đó, cái clip quậy đó, kéo lên Ai trên. cái clip để mà có mặt anh thịnh 17k like Không, cái clip ác quậy kìa, chưa, cái clip quậy kìa. đây Ở hả? trên đó. Trên nữa. Hình anh định chụp với bé nữ nào 11k Đó, đó, đấy cái bài hả? đó Trời ừ. ơi, đụng má mày bé Thịnh mày lắc. Giờ anh Thịnh nói rồi mà. Anh em gán nhìn anh ba mấy hôm nữa cho quen đi. Chứ nhiều mấy hôm nữa cho anh ba gọi là xóa kênh chim luôn đó. Giờ thời thời của anh Thịnh rồi. Bị chó cắn đi nữa anh vẫn thương em Lia nha. Em có anh cũng không dám anh không. Đi chạy gấp tiếp đây, stream vui vẻ nha bé cưng hi. Ui em cảm ơn anh Hùng nhiều nha. Em chúc anh Hùng có nhiều nhiều cuốc, thiệt là nhiều cuốc. Trời ơi thương ông anh già tôi quá. Trời ơi là trời. Ngoan thịnh tôi nè. Căng chưa? Úp cái hình còn căng. Tương tác còn ghê hơn cả ăn ly kết xe na bé lè luôn đó chứ. Hơn anh ba người nghĩa là tương tác hơn anh ba nè. Phan Tấn Trung đúng không? Trương Trương thêm mốt Tấn Trung. Đây 13k like. Mà anh em thấy không? Có 171 bình luận. Xe na Tú. Ui đủ má nó căng gì. Một cái hai luôn không? Cái này mình nghĩ là chắc tai nạn thôi. Ui cái gì vậy? Nhiêu à? Nhiêu? Anh nói nhiêu à? Chắc ăn rùa thôi anh em ơi, chắc ăn rùa thôi. Tú là ăn rùa thôi. Đây, thấy không? 182. Tú ăn rùa thôi, Tú ăn rùa thôi nè. Qua tới Dĩ Phạm nè. Dĩ Phạm nè. Hình gần nhất thấy không? Mà em có trăm, có 111 à. Cái đó là lâu rồi, đúng rồi, lâu rồi, quá khứ rồi đó kia nè. Gần 200 sao mà so được với anh Thịnh tôi, đủ mà anh Thịnh tôi 355 đó nha. Còn quá ăn chuồn chuồn ơi, chuồn chuồn không có ta. Hy Võ đây, riêng Huy Võ tuổi anh cặt luôn. Anh Thịnh nói luôn á, riêng lồn Huy Võ tuổi anh cặt luôn được không? Đó 34 chứ mà mày gấp 10 lần. Đục má này nó gì ta, thiếu bàn tay của ai đó rồi. Mà bàn tay này chuyên cầm con cặt trên tay nè. Mày tối nào cũng quay tay thằng lồn lên là đủ má, bây giờ nó nghiện quay tay nha. Lúc lồn nào cũng có khăn giấy kế bên người nữa, thấy không? 75 bình luận đéo tuổi thì mày với anh Thịnh liền. Còn Ly ơi, thằng Ly này đủ má cũng nô hốp lắm anh em ơi. Thằng Ly này đủ má sao mà bằng anh Thịnh được, thấy không? Có 200 mà mày có 200 bình luận thôi. Ông anh tôi mày 350, mới là một hình nữa nha, xuống nữa nè. Đó kêu gọi là chăm chỉ làm event, chăm chỉ làm event gọi là giao lưu tương tác với anh em, chuẩn bị custom nha anh chị em. No no land, no no like land.
17 giờ nha, quẩy 3 tiếng, anh em nào tham gia thì bắn tên lên, lát anh chép cho mình. Trời giỡn hả? Dưới đây sao? Nay quẩy banh quá, anh ngủ đây hẹn mấy đứa chiều quẩy cút tôm nhé. Giỡn với định à, ra 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 ta thấy không? Định giờ, trời ơi, 400 bình luận luôn kìa, đừng mà anh em nói gì đi. 400 bình luận luôn đó. Má bây giờ nó ảo lộn, nó mới 5 phút 300 like, còn hồi xưa đủ má đăng một cái hình lên hả? Có 10 like, có 40 like hả mà 400 comment. 40 like 400 comment nghe như là cái thời mà quen bé quay quay đúng không ta? Đúng không ta? Hình như là cái thời quen bé quay 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 thì phải. Có quay quay đi lên. Quay lại không? Em có quay lại không? Không quay lên cái lùn. Ừ. Rồi để mình xem tiếp rồi. Mà bây giờ chẳng lẽ đủ má anh tính hỏi quay quay là em ăn lùn gì để anh cúng? Ăn gì để anh cúng hả? Nhờ em không đúng không? Bởi vậy nhờ em á. Nhưng mà anh em đẹp ba rồi. Có thấy là cũng là anh Hịnh dính vào cũng là do cái duyên số không? Đó, vậy mà không? Lên cái bỏ con nhỏ luôn. Đáng lẽ tầm này là phải chở nhỏ đi đi ăn làng làng đại học Thủ Đức. Đi ăn quán gọi là không có còn những cái quán cóc nữa mà phải vô là New World. Vô gọi là nhà hàng gọi là 3 sao, 5 sao đồ gọi là có cái có cái ngôi sao đánh giá của từ đó đọc sao ta? Ngôi sao treo treo à, Michelin, Michelin. Ngôi sao Michelin thì phải ngân hàng là phải có ngôi sao Michelin nè, Michelin nè. Sao anh không trả lời em a cờ lia? Tai nạn anh em ơi. Anh ôi, anh có băng 467 nha. Ủa anh chết mẹ, anh bị mít đồ nát rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thằng em nhắn với anh ta đặt tên WeCan sao anh clear. Ủa anh có mong 467 nha. Em vào thông tin đó, em vào cái thông tin em thấy không? Em vào cái thông tin, em điền thông tin cá nhân đầy đủ vô là tên đầy đủ nè, xong rồi tên hiển thị đó, cái tên hiển thị là cái tên WeCan đó. Em đặt sao cũng được hết. Em lũng quá ngồi đẹp em mày nổ cái được máu mày tới đó lũng luôn kìa. Rồi lớp lớp có gì nữa ta để Liên ngồi Liên kéo xuống rồi anh tôi lên nói gì. Con lùn này nó ghép ác dữ trời. Con này phải là con đầy mà mang khuyển thần trong truyền thuyết không? 0175 nữa. Có cái điểm nhấn 0175 luôn. Con này đúng má mày. Tự nhiên cứ này mai mình tấm hình này kiểu tự thương bản thân mình luôn đó chứ. Nhiều cái này mà mình tấm hình này tự thương bản thân mình luôn đó. Các bạn đưa anh tôi lên. Bài mới ấy mình nãy mới đăng mặt cười. Ok anh tôi lên để mình vô mình xem liền. Anh em bảo sẽ mơ sương đi. Má mày khuôn mặt kiểu như là thôi đừng có quay mà để mình ăn lẹ rồi mình lên mình còn làm việc đêm nữa, mình kiểu như mình ra mình đi gọi là dọn dẹp bốc vác đồ còn mà mày xem người ta đợi trước cửa này ra bốc vác rồi xong rồi tranh thủ mà ngủ giấc sáng dậy còn làm rồi làm xong mà còn phải ốp chim rồi mà mày chạy chạy ra gọi là cầu sông Sài Gòn đó phụ người ta vớt lục bình nữa để mà ngồi đỡ nào quay đâu đâu ăn khổ bé lột rau cuối tháng rồi anh em ạ, cuối tháng rồi nên anh em này chịu nào chịu khó donate nhiều nhiều xíu nhá. Kế thủ má kìa. Người quay phát nữa bố mà cho bầm mắt bây giờ đó. Đang ăn đó nha. Lòng cái nhìn khó chịu thiệt chứ. Áo mặc hai ngày trời, cái áo này vừa mới quay đêm hôm qua luôn đó ông nội ơi. Áo này vừa mới quay ngày hôm qua luôn mà. Đâu tôi lên mới up đầu. Không chỉ FBDC không chỉ là cái tên mà còn là làm cái gì vậy? Anh em bảo sẽ mơ sướng giáo đâu, ăn khổ bác lột.
cuối tháng này anh em ạ, cuối tháng rồi. Nên anh em này chịu nào chịu khó donate được nhiều xíu nhá. Đó, đụng má mày, tôi lên kêu là anh em chịu khó donate một xíu nhá. Mình đụng má mình không không đừng đừng đừng. Đừng lợi dụng lòng tốt của mọi người, tụi mình ăn khổ quen rồi. Nồi thịt đâu mà cái nồi thịt. Thấy không? Mẹ mày. Đó lúc nào cũng đồ máu quay quần bên được mày nồi cơm rồi là được mày bát cơm trắng rồi thêm được mày vài món rau luộc. Đó mình này, Sena nè, anh ba Kid nè. Đêm nào mấy anh em được mày làm sau công việc không sau một ngày công việc mà gọi là nặng nhọc đó. Anh em được mày ngồi quay quần bên nhau. Ăn vào bữa cơm gia đình, nấu về cuộc sống của thằng này thằng kia. Ừ, nay anh ba làm được không? Nay cờ ly của anh làm thế nào? Có ổn không? Có được anh em gọi là ủng hộ không? Rồi nhớ để dành tiền. Sau này có tiền mà ăn sang xíu nha. Cực lắm đó. Cắt diễn tốt lắm, gánh xếp mình đi liên hoan. Hey. Cầm tay nhau bạn ơi. Cái này là việc mà mình đi học xã đoàn mới được ăn sang vậy thôi. Cảm ơn Quang Vĩnh em. Ôi, cảm ơn 10k của Vĩnh nha. Anh thưởng nóng 10k đèn. Cái con lồng kia. Nó cứ lấy cái mặt này cứ lồng kết ra ghép không à. Cô mà trời ơi, nó ghép bên lại thằng ngựa luôn. Thằng lồng là bóp cái hình đồ quá mày. Hình mấy anh em chế luôn chứ bộ. Tính ra thì mày tôi lên cũng chịu khó tìm hình vãi lò luôn ha. Thì mày biết bao nhiêu cái tấm hình anh em chế là đưa lên hết luôn đó. Cảm ơn. Ui này phải Cao Tiến. Trời ơi, Cao Tiến ơi, lâu quá mày hát em tôi ta. Anh Ly tính là để rau cho nó nè, cho giống nè. Anh Ly là để rau là chủ yếu giống vậy nè. Thấy không, anh Ly đang dưỡng mà nè, em thấy không nè. Nó ra được hai bên rồi đó. Đó, em thấy chưa. Anh Ly là định dưỡng rau giống vậy mà. Nhưng mà em ơi, thằng em gì không nói được tên, em vô thông tin cá nhân chưa? Cái hàng đầu là email nè, em đặt cái email xong rồi tên đầy đủ và tên hiển thị. Rồi em phải để cái hình đại diện. Cái cộng với lĩnh vực là gì? Lĩnh vực là gọi là viewer hay là liên minh này nọ đó, gọi là liên minh đi. Rồi số điện thoại xong em phải bấm lưu nữa nha. Anh khổ bái lồ. Cuối tháng rồi anh em ạ, cuối tháng rồi. Nên anh em này chịu nào chịu khó tốt lên được nhiều xíu nhá. Đưa em đưa. Dạ anh đừng bấm giùm cho. À, mẹ hát Ly không? Thôi mọi người. Thôi đừng, mọi người đừng. Mà em tôi lên vừa nói anh nên anh em nào chịu khó donate nhiều xíu cho anh em ăn ngon xíu mà mình kêu đừng. Mọi người đã ủng hộ như vậy là rất là nhiều rồi. Mọi người ủng hộ một view nè. Mọi người ủng hộ cho mình 8.000, 10.000. Có mấy anh em 50.000, cả 100.000, cả 500.000, cả triệu luôn. Nhưng mà cái số tiền đó mình cũng là để dành để lo gia đình nhỏ của mình. Lo sau này nọ. Đúng dám tiêu xài mà không biết đâu. Nó mắt đơn giản luôn mà mày miêu tả nghe sao phức tạp vậy. Em có anh nãy nhá. Em có anh nãy nhá. Ôi để cho anh Thiện ngồi xem thôi hả. Anh này hỗ trợ giúp em với thằng em nó muốn đặt tên mà không biết sao. Cái nãy em nói cái này lấy hình anh Nị ra là thật nha anh Nị. Còn em không bao giờ mà em lấy hình anh Nị, em đùa anh Nị ơi. Trời ơi Nị ơi Nị. Lâu lâu anh Nị lên thì cái em hết hồn luôn đó anh Nị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn bè chưa hết anh em ơi. Nói chung là mình chia sẻ cho anh em vậy thôi. Anh em ủng hộ cho rồi anh em FPTC mình một view này nọ là rất là nhiều rồi.